Em xin chào tất cả anh chị Hoa Lan nha. Hôm nay Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh sẽ giới thiệu tất cả các anh chị mình cùng ngắm một cái mặt hoa cách lai rất là nổi tiếng từ xưa đến nay, một cây đình đám luôn nha anh chị. Đó, một cây rất là đình đám luôn, một cây lai rất là đình đám, nghe tên rất là hoành tráng luôn nha. Cây này là cây 351 Obama. Đó, nghe tên hoành tráng nha anh chị. Và cái cây này là một cây màu đỏ với rất là đẹp. Và cái màu đỏ này phải nói là nó cực hiếm trong cái dòng bua 351 luôn anh chị. Những cái màu rất là ma mị và rất là đẹp luôn nha. Đó chị, mình xem cái màu nó nè. Nói chứ ngoài cái màu nó còn đẹp hơn nữa, tại vì do cái cây này em đem về á thì nó nở lâu rồi, với lại nó bị bọ trĩ nó cắn á. Đó, nên là nó nhìn nó cũng mất đi một phần vẻ đẹp rồi. Chứ cây này nó mình nở thì nó hợp với anh chị luôn á, nó rất là đẹp luôn nha. Khuôn hoa rất là to, chồng cánh chồng nè, màu sắc thì rất là bắt mắt, rất là đẹp, nhìn rất là ma mị luôn nha. Thì nói về, em sẽ nói sơ cho anh chị mình nghe về cái cây này, cái tiểu sử cây này vì sao nó có tên là 351 Obama nha. Tại vì cái cây này á, khi mà nó nở sổ ra, tại anh chị mình chơi thì mình biết dòng 351 là cái cây mã sổ, là hai cây lai với nhau, thì người cái mã của nó là mã 351. Nhưng khi cây này nó sổ ra thì cây lai là hai cây cha mẹ họ lai với nhau, rồi họ sẽ nó có cái trái mà họ sẽ đem trái họ cấy ra, là gieo ra thì nó sẽ ra một cái cây con. Và cái cây con đó thì sẽ không biết mặt hoa của nó, thì mình gọi nó là cây sổ số đó anh chị. Giống như là cha mẹ mình lấy nhau rồi, khi mà sanh mình ra thì họ đâu biết mặt mũi của mình đâu. Đó, mình hiểu nôm na là như vậy nha. Đó, khi mà sổ hoa ra thì mình mới biết là mặt mũi nó như thế nào. Đó, cái cây này khi mà nó sổ bông ra thì được mấy anh em chơi lan á, thì cái anh sổ ra thì họ chia, anh nói anh chia cho hai người bạn của ảnh, thì cái đó là chia làm 3 phần. Thì khi mà chia cái cây bông này ra thì lúc đầu thì mấy anh á thì gọi nó là cây 351 người ngoài hành tinh, bởi vì biết sao, cái màu của nó rất là ma mị, rất là đặc biệt, rất là lạ. Để cái thời đó mà sổ ra một cái cây dòng 351 một cái màu đỏ này nè là cực kỳ hiếm luôn. 351 mà sổ ra cái màu đỏ như thế này là cực kỳ hiếm luôn so với hồi đó thôi nha. Chứ bây giờ thì rất là nhiều cái màu đỏ đẹp, cũng rất là lạ, nhưng mà so với cái thời mà sổ ra cái cây 351 này nè thì cực kỳ hiếm, và phải nói là cái giá rất là chát luôn anh chị. Cách đây khoảng tầm mười mấy năm về trước, thì cái thời mà ông tổng thống Obama mà lên nhậm chức á, đó thì khi mà chia sẻ cây này về xong thì mấy anh mới phát hiện ra là cái ngày mà cái cây này nó sổ nở bông lần đầu tiên là cái ngày mà ông tổng thống Obama nhậm chức, cho nên là họ mấy anh mới đặt cái tên đó là cây 351 Obama. Đó là cái tên tiểu sử nó. Anh chị mình muốn biết rõ hơn thì mình có thể lên Google mình tìm cái hình gõ cái cách đây da 351 Obama thì sẽ có một cái bài viết về nó, thì anh chị mình hãy đọc tham khảo thêm. Nên em chỉ nói sơ thôi cho anh chị mình cùng nghe về cái tiểu sử của nó nha. Đó, nghe cái tên là mình phải biết là nó rất là đẹp rồi. Nó một cái màu đỏ rất là đẹp, rất là phải nói là nhìn vô nó rất là lạ, cái nét đẹp cũng rất là lạ luôn nha anh chị. Nó nhìn vô là mê luôn á, là nhìn ở ngoài nó còn mê hơn nữa. Nó một cái màu đỏ cực kỳ đẹp, cực kỳ siêu hiếm luôn. Đó, cây này thì em chia sẻ được một chậu to nè. Đó, vừa rồi cuối tuần á, ông xã em đi dự hội thi lan kiếm ở dưới Bình Dương, thì anh chị nào mà có chơi Facebook thì mình sẽ thấy vừa rồi rất là hoành tráng luôn, hội thi kiếm rất là hoành tráng luôn. Thì anh chồng em ảnh mới đi trên vườn của một người bạn, người cũng là người bạn của chơi lan, nhưng mà thật ra anh lớn tuổi hơn nhiều. Nó tại chơi chung thì nhiều người lớn tuổi hơn, nhưng mà cũng xưng hô với nhau anh em cho thân thiết á, gần gũi. Thì đó thì mới thấy ảnh có một cái chậu đang nở như thế này luôn, thế là anh chia liền về luôn. Đó là được ảnh chia cho chậu to như thế này nè. Đó, xem nè, những cái cây cách lai mà như cách lai xưa mà anh chị nói mà tìm được một cái chậu to như thế này phải nói là rất là hiếm luôn, đúng không? Trước giờ anh chị thấy nó, nếu mà hỏi tới mà ai mà có một cái cây cách lai mà với chậu trồng to như thế này phải nói là cực kỳ hiếm luôn á, không có ai mà có mà trồng giữ một chậu to như thế này đâu. Tại vì anh này ảnh trồng rất là lâu rồi, anh chơi lan rất là lâu rồi mà anh chỉ chơi thôi, anh không có bán. Với lại ảnh cũng ít, nói chung là có hình hoa thì lâu lâu up Facebook chơi thôi, nhưng mà có những cái cây thì anh không có up lên, hoặc là treo ở trên cao quá nhà chật á, thì đất ở Sài Gòn mà anh chị cũng biết đó, thì làm một cái vườn thì treo đó nhiều khi để nó ở phía đó rồi đi làm bụng bề công việc con cái, cho nên là cũng không có thời gian mà up hình rồi kia, chỉ tưới tắm rồi chăm sóc rồi này kia thôi. Nhiều khi họ cũng chỉ mục đích là chơi thôi, cho nên là họ cũng không có, nhiều người không có biết là anh có cái anh chồng em mới lên mới thấy anh có một chậu to như thế này, nên là chia về để chia sẻ cho anh chị mình cùng đam mê và còn đang cái chơi những cây cách lai á, thì anh chị mình về mình để chia sẻ cho anh chị mình. Đó, cây này em sẽ cắt hướng chia sẻ cho mình nha. Đây, cây này tua tủi rất là nhiều hướng luôn. Đó,
rất là nhiều hướng luôn. Anh chị mình thích thì mình nhanh tay mình alo em số điện thoại 0933124442 thì em sẽ báo giá cho mình nha, hoặc là mình có thể kết bạn với Zalo của em, mình kết bạn trực tiếp với Zalo của em thì em sẽ báo giá cho mình để mình cùng sưu tầm nha. Đó, 351 Obama rất là đẹp luôn. Đó, anh chị mình yêu thích thì mình nhanh tay mình alo em nha. Đó, cứ kết bạn với em số Zalo 0933124442 thì em sẽ cho mình cái giá để mình tham khảo nha. Đó, vì nó là cực kỳ đẹp luôn. Anh chị mình mà chưa lan mà mình có nhu cầu mình chơi những cái cây cách like này thì mình không thể bỏ qua cây 351 Obama này nha. Đó, cực kỳ siêu VIP luôn. Rất là đẹp luôn. Đó, mình nhớ kết bạn Zalo với em số 0933124442 và nhớ đăng ký kênh YouTube Hoa Lan Cách Lây Da Mỹ Hạnh để mình xem thêm nhiều video về lan cách lây da nha. Vườn em ở Bình Phước cho nên chị mình mua hàng mình cứ yên tâm, nó cây đang hoa luôn. Chậu cây như thế này thì mình yên tâm về mình sưu tầm nha. Đó, những cây mà hàng cách lai á thì anh chị mình cứ trồng, mình nhân giống. Mình khi mà mình có số lượng nhiều mình muốn chia sẻ ra để mình trao đổi giống mới thì mình cứ liên hệ em nha. Đối với riêng với đối với dòng cách lai nha thì em sẽ thu lại cho mình nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Mời anh chị mình cùng ngắm cây cách lây da 351 Obama nha, cực kỳ đẹp, cực kỳ siêu VIP luôn. Đó, chúc tất cả các anh chị mình ngắm hoa thật là vui nha. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.